Good evening, Ngọc Ánh chào cả nhà. Bữa nay chiều thứ năm rồi, 8 giờ rưỡi tối rồi đó, mà trời còn sáng trưng à. San Jose giờ này 67 độ, mùa hè mà giờ này 67 độ, 8 giờ mấy rất là mát luôn ha. Mình ra sân mình hóng gió, mình ngắm hoa của mình trồng, thành quả của mình trồng. Thú điền viên. Đó. Mà ngày mình đi làm về chiều cái mình đi ra mình tưới cây. Mình tưới cây, mình ăn cơm xong mình ra mình tưới cây nè, đó đẹp chưa, trumpet nè, đẹp rực rỡ luôn, đẹp rực rỡ, nhìn là hết đỡ luôn, đỡ không có nổi đâu, cái cú này nó đẹp như vậy sao đỡ nổi đó. Cho cái chậu hoa này nè nó rẻ lắm, hôm bữa Ngọc Ánh dọn về nhà này Ngọc Ánh mua trong Home Depot có 18 đồng mà đó, đem về trồng bữa nay nó cũng bự. Mà cái thứ này nó cũng cao lắm nha. Nó cao qua cái mái nhà này luôn đó. Nếu mà mình không có kiềm chế nó đó, mà để cho nó tự do phát triển là trồng ở dưới đất nó bự dữ lắm luôn á. Rồi bánh đi ra ngoài đường, ngoài freeway á, với mấy cái công viên bự á, cái cây này nó cao dữ lắm luôn á. Nhưng mà bây giờ mình trồng chơi chơi trong kiển á, cho nó có hoa trước cửa nhà. Cho nên anh Dự anh nói là anh không có cho nó phát triển quá mức đâu, anh sẽ kiềm chế nó, kiềm chế sự phát triển của nó. Ôi chao ơi, em đẹp mà em ngã luôn rồi nè. Đó, đẹp chưa? Quá đã luôn. Cái cây tắc đang ra hoa nè. Đó, tắc này tắc Mỹ nha, chuẩn bị ra hoa nè. Quá đẹp, quá đẹp. Đó, mê trumpet. Mình trồng hoa nhiều để dụ mấy con chim đến nó hót líu lo cho mình. Đó, cây này cây hồng. Bữa nay sao không có ra hoa? Mấy ngày nay có thằng Châu nó phủ tưới cây giùm. Hoa lan này phải cắt tỉa lại rồi. Này amaryllis gì đây nè, trông cho nó nhảy nhiều củ ra, cái mai mốt cái mình có nhiều củ. Đẹp chưa? Mấy cái huệ lây giờ mà bánh mua củ ở trong chợ Roxbury Outlet về trồng bữa nay nó lên rồi nè. Còn Kalili bữa nay nằm bẹp rồi. Mấy thùng hoa quỳnh. Đây hồng tam sắc của Ngọc Ánh này nở quá chừng luôn nè. U đẹp quá. Đẹp chưa? Thời tiết San Jose giờ này mùa hè mà mát rượi, không có nóng gì hết. Nóng thì nhảy xuống hồ bơi. Đẹp chưa? Đẹp rực rỡ luôn, đẹp rực rỡ. Đó, một cái nụ cái bên nữa nè. Cái này chậu lan, lan vàng. Đó, hoa hồng vàng cũng nở luôn. Đây, mấy cái củ này hôm bữa anh giữ chiếc ra này tốt. Đu đủ này, đu đủ Hà Hawaii. Bữa ngoài anh quăng hộp giống này lên quá chừng. Đu đủ Hà Hawaii. Đó, quá chừng rồi. Cung. Cây đào này được hơn lớn. Nằm trong phòng nghe chim hót líu lo. Chiều chim cũng hót rất là nhiều. Đây, đó hồng này hồng cam, cái cây hồng này cái mùi thơm dễ chịu lắm. Giống như mùi chai dầu thơm vậy đó. Chùm luôn, nằm che ở trong đây, che khuất ở trong đây. Đẹp quá. Hồng vàng. Cái này lily vàng. Kalili. Quỳnh này quỳnh kiển. Quỳnh này màu đỏ nè. Bên này hoa nở quá trời. Chùm luôn. Cây này cây nectarine của Ngọc Ánh này. Cái này là hoa đào, hoa anh đào để trưng Tết. Cây chanh Thái Lan bữa nay sống rồi rồi, mừng quá. Bữa anh giữ anh chặt cũng te tua tơi tả, tưởng nó chết thì giờ này đâm cái lá ra bự dễ sợ luôn nè. Wow, cái lá bự chành bành luôn. Wow, quá tốt luôn. Năm rồi cây chanh Thái Lan không có tốt, không có nhiều trái. Này cây lựu,
Cây lựu bữa nay tốt. Này cây tắc. Cái này, cây này là cây quýt. Hổm rồi chưa thấy nó mọc gì lên, nó không biết nó còn sống không. Rồi oánh chán quá thấy vậy. Đem đi mấy cái hoa daisy trồng cho nó có màu sắc. Đây là rau tần ô. Rau tần ô mà mình không có thích ăn, mình trồng để ngắm ngắm hoa thôi. Còn này hoa cúc. Cúc bị đè rồi, chắc kiểu này chắc tới mùa thu mới nở. Đây đọt lan. Đọt lan cũng ngon tốt chưa đó. Đọt lan. Cây này cây tắc Việt Nam nè, chuẩn bị chiếc vào cái thùng lớn nè. Rồi bánh gieo từ hộp á, ăn ăn xong rồi gieo xuống có mấy chục hộp mà giờ còn được có một cây, bị ốc sên nó cắn nát hết. Hành, rau răm. Rau răm này ngon quá, cuối tuần này chắc làm bò bía ăn quá. Đọt lan hổm rồi gặp bánh chồng nè. Quá chừng tốt. Đó, chuẩn bị con dĩa đọt lan nè. Ngon chưa? Rau răm quá chừng rồi, quá chừng tốt rồi. Đó, rau răm. Kale nè. Kale để quay sinh tố uống, còn không có đem ra xào thịt bò không cũng được. Lá chua. Aloe vera. Đó, đọt lan gặp bánh chồng giờ đó. Nó lên từng bụi nè. Lan này lan tím nè. Rau chua. Rau chua mà nó tốt rồi, tha hồ ra cắt ăn. Cái này ngoài chợ không có bán cho nên mình thích trồng cái thứ này. Còn đọt lan thì mua ăn về ghim xuống là nó lên. Cái củ hành này rất là thích luôn. Đẹp chưa? Cái củ bữa nay to rồi. Này cũng đọt lan nè. Hai cây ổi mà nó chưa ra trái thì mình trồng ở dưới đất lung tung, mình ghim ké. Đây hoa dại màu tím, cúc tím. Xả của con ánh này tốt rồi, có nắng có nước đầy đủ, là hy vọng mốt có mấy thùng xả để ăn. Ngồi ở cái nhà cũ quá chừng xả luôn. Này lá mã đề đó, kinh giới, rau răm. Ôi bữa nay húng nhủi tốt rồi nè. Rồi chuẩn bị có gỏi cuốn ăn rồi nè. Đó quá chừng luôn. Hẹ nè. Này cải ngọt. Cải ngọt và bông mà nó rụng xuống mốt tha hồ mà nó mọc lên. Rau muống. Rau muống và bánh chồng. Này hoa laser với lại hoa cúc tím. Cái thùng này phải nhổ đi clean up làm lại nè. Rau răm. Đó, húng nhủi của bánh chồng trong cái bình sữa nè. Wow, kinh hoàng không? Kinh hoàng chưa? Mập thù lù luôn. Rồi húng nhủi mà trồng dưới đất nó bò như cái rừng đó, sợ nó lắm. Kheo. Cái gì tím tím này không biết. Hồng tơi nè. Đó, bánh gan kiếm nè. Bóc cho nó bò lên cái thùng này. Hành. Rau chua. Rau đắng. Cái chậu này chậu hoa tím nè. Đó, mốt một nguyên một cái thùng này là hoa tím của Ngọc Anh. Ok, bye cả nhà. Hôm nay 14 tháng 7, chiều thứ năm 2022.